Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm nha. Hôm nay thì là trong chuyên mục bàn giao xe thì em sẽ đem đến cho mọi người một cái buổi lễ bàn giao trực tiếp tặng nhà cho anh Phương tại Bến Tre. Thì cái video bàn giao con này em đã có một cái video trước á, là em đã có một video cũng giao tặng nhà luôn, nhưng mà lúc đó là xe đi bấm số xong rồi em ghé qua nhà khách hàng để cúng xe thôi. Còn hôm nay mới là chính thức đem xe về để cho khách hàng nhận xe đây. Thì nói về anh Phương á, đây là một khách hàng rất là dễ thương của em. Em và khách hàng đã có một cái sự gắn bó gần 3 năm nay rồi. Thì cách đây 3 năm á, thì em xin được phép kể một xíu cho mọi người cái câu chuyện nha. Đây là một, em nghĩ sẽ là một câu chuyện để truyền động lực cho anh em nào mà đang muốn khởi nghiệp á. Thì là cách đây 3 năm ảnh có đến công ty của em để xem xe, nhưng mà do lúc đó vốn của ảnh yếu quá cho nên là không đủ để lấy một con xe mới, cho nên là ảnh quay về và lựa chọn cho mình một con xe cũ để chạy. Thì tuy nhiên trong cái thời gian đó ảnh cũng đã đẻ ra cho mình được nhiều cái tài sản hơn, nhưng mà do xe cũ mà anh em cũng biết rồi thì không được bảo hành, rồi cũng không có được ngon lành như xe mới, bị hay hỏng giặt hoài, cho nên là ảnh sửa ngán quá, cho nên là ảnh điện em là xuống để xem xe, rồi sau đó là thu chiếc xe cũ của ảnh lại và đổi cho anh một con xe mới. Em là người trực tiếp thu chiếc xe cũ của ảnh đi và cũng trực tiếp xuống tận nhà trao cho ảnh một chiếc xe mới. Khách hàng rất tin tưởng em nha mọi người, cho nên là từ lúc mua xe đến lúc giao xe là chưa hề bước ra khỏi nhà luôn, có nghĩa là không lên công ty. Em sẽ trực tiếp làm hết cho khách hàng và khách hàng chỉ cần nhận xe tại nhà thôi. Chỉ có đúng một lần là đi ký giấy ngân, là em chở anh Phương lên Sài Gòn để ký giấy ngân là xong. Đó là bên những cái gì mà em hỗ trợ được cho khách hàng là em hỗ trợ hết mình luôn. Đó là một trong những cái gì mà anh Phương anh đã trao niềm tin, thì em sẽ trao cho anh lại một cái sự định, một cái kết quả rất là mỹ mãn. Thì hôm nay em về tới Bến Tre và về tới Châu Thành, đó, nơi nhà khách hàng. Hôm trước em cũng đã có một cái buổi lễ cúng xe rồi đó, hôm nay trực tiếp bàn giao nè mọi người. Đó, tới nhà rồi đó. Và đây là cái thành quả sau nhiều năm ảnh lao động và tích góp, cuối cùng đã có được một con xe mới giao về tận nhà luôn. Một phần là do đồng hương của em nữa, cho nên là em cũng muốn về quê, không về quê cho nên là sẵn giao tận nhà luôn đó, cho nên là rất là vui nha. Thật sự là em cũng gốc ở Bến Tre mà khách hàng cũng ở Bến Tre luôn, cho nên mỗi lần mà mình bán về cái quê hương của mình á, mình có cảm giác rất là khác so với những cái tỉnh khác, bởi vì là mình muốn giúp đồng hương của mình có được cái công ăn việc làm nó ổn định hơn thì mình cũng vui hơn, và cũng mong là sẽ được các anh em ở Bến Tre liên hệ để mua xe để ủng hộ em, thì em sẽ có nhiều dịp để về lại quê hương để quay xe để bàn giao đó. Thì bật mí mọi người, anh Phương là một cái chủ hàng bán ốc, bán nói chung là bán ốc hải sản lấy từ Cam về, cho nên là cái đồ rất là ngon, đầu tư nó rất là lắp, nói chung là buôn bán rất là hợp tình. Anh em ở phường 8 á, thì có thể đi ghé ngang ở chỗ anh Phương để có thể mua ủng hộ ảnh nha. Đó rồi, ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến buổi lễ bàn giao nha. Ghế của mình thì là ghế da, cái này là bản cao cấp của bản đời 23, hay nó được trang bị ghế da của anh như thế này. Đó rồi, giấy tờ này cũng đã có thể sẵn lên xe cho anh hết rồi đó, không có thiếu gì đâu. Rồi anh em mình ra ngoài nha. Thật sự hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với anh. Mình đã có một cái câu chuyện rất là dài, 3 năm trải qua 3 năm và hôm nay mình đã có một cái kết rất là viên mãn để mình đứng đây và anh em mình nói một cái lời ra cho xe mới. Trên đường, và chắc chắn là
Cách đây 3 năm thì mình có lên công ty Phú Cường. Dạ. Rồi mình cũng có muốn mua con xe nhưng mà lúc đó vốn mình cũng eo hẹp. Nhưng mà bây giờ thì mình làm cũng nhờ gốc đó mà mình mua cái con xe cũ về mình làm ăn được. Rồi bây giờ mình lại Phú Cường mình sắm con xe mới. Dạ. Mong anh em thấy ủng hộ quan tâm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Rồi thì có một cái vấn đề này là anh Phương là anh kinh doanh bán ốc cũng như hải sản tại Bến Tre. Thì anh có thể chỉ cho khách hàng của em. Em thì nói chung là khách hàng của mình còn là khách hàng miền Tây không à. Cho nên là có gì đi ngang Bến Tre thì anh có thể cho địa chỉ của anh. Anh có đọc địa chỉ cho các khán giả của em xem để họ có thể có dịp nào đó ghé ngang anh và mua ủng hộ anh được không? Dạ ok. Rồi. Anh cho đọc địa chỉ cho khách hàng của em nha. Thì địa chỉ của mình là 43/6 Tân Hập Châu Thành Bến Tre. Dạ. Số điện thoại là 0384 357 758. Dạ. Còn có chỗ buôn bán quan trọng. Kinh doanh của mình thì ở phường 8 thành phố Bến Tre. Đó, anh em nào mà ở phường 8 nếu hoặc là vòng vòng Bến Tre mà muốn ăn ốc lát nè, ốc bu nè đúng không? Dạ. Ốc đắng. Với lại vẹm đúng không? Vẹm. Con vẹm đó. Với gân sen. Ừ đó, đồ ngon không à. Cho nên là anh em nào mà muốn ăn những đồ ngon đó cứ liên hệ anh Phương. Dạ. Số điện thoại trên màn hình. Rồi, thì rất là cảm ơn anh Phương đã cùng đồng hành với em trong cái con xe này. Dạ. Và một lần cuối cùng, chúc anh mua may bán đắt, hồng phát, tề thiên. Dạ. Đó, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Dạ. Vậy là em đã hoàn thành thêm được một cái đơn hàng thành công giao xe tại Bến Tre rồi. Em sẽ tiếp tục quay lại Sài Gòn và chuẩn bị tiếp tục cho những buổi lễ bàn giao xe tiếp cho những khách hàng tiếp theo. Thì tạm biệt Bến Tre, tạm biệt quê hương Đồng Khởi, quê hương xứ Dừa, và hy vọng sẽ được các anh em ở Đồng Hương mua xe ủng hộ. Có thể liên hệ với em qua Zalo ha. Em sẽ cố gắng hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể để cho chúng ta có một cái kết viên mãn như anh Phương. Chào mọi người nha.